Start Record này. Chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin sáng ngày hôm nay. Vào ngày không phải sáng ngày hôm nay mà là ngày 19 tháng 4 năm 2023. Chúng ta sẽ cùng nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như là nhận định thị trường ngày mai. Kết phiên giao dịch, chúng ta thấy rằng là VN-Index giảm 6,04 điểm. Đấy, tương đương với cả 0,57%. 115 mã tăng và 271 mã giảm. Số mã giảm thì chiếm đến phần lớn và áp đảo so với cả số mã tăng. Còn ở VN30 chúng ta thấy rằng là giảm 8,41 điểm, tương đương 0,79%, chỉ có 5 mã tăng trong 25 mã giảm. Thì số mã giảm ở trong VN30 thì cũng nhiều hơn số mã tăng rất là nhiều. Thanh khoản hôm nay thì đạt khoảng 9.500 tỷ, thì có thể là lên khoảng 9.600 tỷ, bởi vì là bây giờ còn khoảng gần 15 phút nữa cơ, thì mình đánh giá rằng lên thêm khoảng 2 tỷ nữa thì vẫn được, nhưng mà cái đấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đây là một số các kịch bản của mình, đây một số các kịch bản của mình trong phiên giao dịch tối thứ hai gọi là tối chủ nhật thì mới đúng. Đây là ba kịch bản của mình đã đưa ra cho anh chị nhà đầu tư vào ngày 16 tháng 4 năm 2023, có nghĩa là vào ngày đây vào ngày chủ nhật. Thì với ba kịch bản thì theo VN-Index trong nó phản ứng với cả ba kịch bản này thì nó đang nằm ở trong kịch bản thứ hai, có nghĩa là cái việc tích lũy không vượt qua 1058-1060 theo trong 1-2 phiên thì đây là tích lũy xấu, thì tích lũy này đã là tích lũy tiêu cực này và sẽ hành động là kênh bán khi mà thị trường nó tăng xanh. Đấy, cho nên là đang vào cái mức kịch bản thứ hai, cho nên là thị trường nó mới diễn biến theo cái kiểu kịch bản như này. Và kể cả ba kịch bản thì mình đều đã nhấn mạnh với cả anh chị nhà đầu tư rằng là cả ba kịch bản thì nó diễn ra như thế nào chúng ta chưa biết, nhưng mà cái hành động của anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch thứ hai đấy chính là hồi phục xanh là kênh bán hàng sẵn, hạ tỷ trọng xuống mức tối đa 50% tài khoản đó với anh chị nhà đầu tư nào đang có lượng hàng lớn này và vào trong một kịch bản một hay là một kịch bản thứ ba, đấy là những cái kịch bản nó có cái khả năng tăng giá lại thì chúng ta sẽ canh mua lại đó. Bây giờ thì lại vào đúng cái kịch bản thứ hai cho nên là thị trường nó đang hơi xấu một chút. Còn về nhận định ngày hôm nay của mình thì không còn quá nhiều các mã cổ phiếu canh mua và chủ yếu là với canh bán thôi. Với dự kiến thì nó vẫn tương tự như thế, thị trường giao dịch với biên độ hẹp với kháng cự là 1060. Đấy, việc tích lũy dưới vùng này cùng thanh khoản và giá thấp sẽ đưa VN-Index vào một trạng thái tích lũy xấu. Hành động của anh chị nhà đầu tư tương ứng với cả kịch bản thứ hai, hành động của anh chị nhà đầu tư là liên tục cơ cấu danh mục khi mà VN-Index hướng tới các mốc 1060, hạn chế cho với vị thế mua. Thị trường sẽ tích cực khi mà break qua cái vùng này có tích lũy từ 1 đến 3 phiên. Đó, thế cho nên là với cái kịch bản như này cho nên là hôm nay mình cũng không có khuyến nghị mua cái mã cổ phiếu nào cả. Và chủ yếu là hồi tới như là sáng nay hồi lên đã có những cái lúc mà hồi lên khoảng 1057 gì đó thì mình đã khuyến nghị anh chị nhà đầu tư là canh bán đi thôi và hạ tỷ trọng vào đó. Và sau đến chiều thì chúng ta thấy rằng là thị trường bắt đầu đã có những cái áp lực bán nhất định và thị trường thì đúng như là những thứ mà chúng ta đang muốn, đang cầm tiền thì đương nhiên là chúng ta cần phải đang cần tiền thì đương nhiên là chúng ta sẽ muốn là thị trường nó sẽ giảm điểm thôi, đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút với về phần thống kê thị trường. Hôm nay thì về phần thống kê thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các dòng cổ phiếu đều chỉnh giảm và không có mấy dòng cổ phiếu nó tăng, và hầu như là chỉnh cả kể cả trong dòng. Ví dụ như là dòng ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là trong nhóm này chỉ có mỗi EIB với cả BAB và Vietcombank thì nó giữ cái sắc xanh thôi, còn lại là đều trong nhịp đỏ hết. Tương tự là với dòng thép này, dòng chứng khoán thì cũng có cái điểm nhấn trong phiên giao dịch buổi sáng khi mà các mã cổ phiếu như Agri này, FTS rồi là BSI thì vẫn tăng rất là tốt, nhưng chiều ngược lại thì đang gặp khó khăn ở cái vùng đỉnh cũ. Tiếp theo là đến một số các mã cổ phiếu dòng bất động sản thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực chỉnh thì nó rất là lớn, thậm chí rằng như L14 còn giảm đến khoảng 6%, 6% luôn. Đây là một mã cổ phiếu mà giảm gần như là mạnh nhất của dòng rồi. Tiếp theo là đến vòng xây dựng và một số các mã cổ phiếu đầu tư công. Thì thông thường các mã cổ phiếu này thì mình rất thích khi nào mà nó phải vượt lên đường MA20. Nhưng ví dụ như các ông đầu tư công này thì các cái nhịp mà nó vượt lên, nó test lại đường MA20 sẽ là cái lúc mà chúng ta canh bán, chứ không phải là lúc chúng ta canh mua, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta đã thảo luận với nhau qua rất là nhiều các phiên giao dịch hay là các cái live stream trước rồi, hay là như các bản tin trước thì mình đều đã nhận định với cả anh chị nhà đầu tư như vậy. HHV cũng thế này, rồi LCG này hầu như là chỉ có test lại đường MA20 và test không thành công. Đó là cái việc không test không thành công như này vẫn đóng cửa dưới đường MA20 thì chúng ta sẽ cho chúng ta những cái kịch bản nó khá là nguy hiểm,
nhất là với cái việc mà nó thủng qua vùng đáy trung tâm thì chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng hơn rất là nhiều với thị trường nữa. Bởi vì là khi mà nó quay trở lại một cái đà tích cực ấy thì nó sẽ cần phải vượt lên đây, và sau đó thì tích lũy khoảng 1 đến 2 phiên. Lúc đó chúng ta sẽ có những cái cơ hội tham gia rất là tốt chứ không cần gì phải vào sớm như thế này. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua về một chút về khối ngoại đi. Hôm nay xem khối ngoại mua hay bán, và cuối cùng là về thị trường chung. Hôm nay tác động đến VN-Index thì chắc chắn là có với VIBank rồi này. Đây, VIBank là một mã cổ phiếu mà bị bán cực kỳ mạnh. Và như là sáng nay thôi, mới sáng nay thì mình cũng đã nói rằng là cái hỗ trợ này của VIBank nó không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Nếu mà trong các cái phiên giao dịch từ ngày 4 cho đến ngày 5 này thì thị trường nó với VIBank nó giảm xuống ngay thì cái giải Bollinger Band ấy nó còn có tác dụng, và hỗ trợ của cái đỉnh cũ này thì nó vẫn còn cái tác dụng của nó. Nhưng bây giờ thì sau khi mà cái giải Bollinger Band đang bó hẹp như này thì bây giờ cái giải thì cái hỗ trợ kiểu bên dưới nó không còn tác dụng nữa, và nó đưa VIBank vào một cái đà giảm rất là mạnh. Hôm nay thanh khoản thì thực ra là cũng không phải là quá to, mặc dù là chúng ta vừa thấy rằng đại hội cổ đông nó vừa qua và VIBank cho chúng ta thấy rằng là cái họ nói rằng ngân hàng thì trong bắt đầu từ quý 3 thì bắt đầu tăng trưởng trở lại rất là tốt. Nhưng mà mình thì không đánh quá nhiều theo các cái tin tức hay theo về cơ bản. Mình chỉ theo về phân tích kỹ thuật thôi, và các cái dạng mà thị trường hay là mã cổ phiếu nó tích lũy dưới đường MA20 như thế này là những cái dạng mà tích lũy khá là xấu nhá, tích lũy khá là xấu. Và VN-Index thì cũng như thế, chúng ta thấy rằng là VN-Index nếu mà trong các giai đoạn mà thị trường nó giảm ngay đó, nó giảm ngay thì nó còn ok, có nghĩa là nó xuống ngay khoảng 1020, 1030 thì sau đó nó sẽ bật lại, thì chúng ta sẽ có biên độ khoảng 30 điểm chúng ta đánh. Còn bây giờ mà cứ tích lũy dưới đường MA20 như này và Bollinger Band đang bó hẹp thì không ngoại trừ cái khả năng là cái hỗ trợ 1021 này nó cũng thủng rất là nhanh như kiểu VIBank nhá mọi người nhá. Đây nó không khác gì đoạn này này, đoạn mùng 8 tháng 2, đấy, một đoạn mùng 8 tháng 2 hay là kể cả các giai đoạn trước của nó, đây là ngày tháng 12 cũng thế. Cứ khi nào mà tích lũy dưới đường MA20 là sẽ cho chúng ta những cái tỷ lệ giảm giá rất cao. Nên trên đoạn này thì mình không có khuyến nghị mua cái mã cổ phiếu nào cả. Chủ yếu là kênh bán thôi, và kiểu có cái mua, anh chị nhà đầu tư hỏi mình trong các cái room cộng đồng rất là nhiều về cái việc là có mua mã này hay là mua mã kia không, thì mình chỉ đều trả lời cho cái việc là trong giai đoạn này thì cái việc hạn chế mua là cái việc cần thiết nhất, và nếu mà con muốn mua thì chúng ta chỉ nên mua từ với cái tỷ trọng nó nhỏ nhất thôi. Ok, thì đó là với về phần tác động với cả VN-Index. Đó, ngoài VBank ra chúng ta còn GAT này, Vinamilk, CTG rồi là GVR. Đó, những cái này thì không đáng quan tâm lắm. Tiếp theo là thì là ngược lại, chúng ta có SAP và Vietcombank là những cái mã cổ phiếu giữ điểm số thị trường lại, nhưng mà các ông này thì mình không tham gia được, bởi vì là về cơ bản là đây là những cái mã cổ phiếu nó liên quan đến cái việc là điều tiết chỉ số nhiều hơn là cái việc mà có thể là trading. Về phần nước ngoài, hôm nay khối ngoại thì quay trở lại bán ròng với bán 460 tỷ. Đấy, tập trung rất nhiều vào với MSB, thì như là cái câu chuyện của nó là cái câu chuyện nộp báo cáo tài chính chậm thì phải. Nhưng mà cái lực cân của nó thì cũng khá là tốt. Đây, bán khoảng 370 mấy tỷ, khoảng 10 triệu à. Đúng không? Ok, đó thì chỉ có đơn giản đấy là về nhận định qua về thị trường như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả VN-Index nhé. Thì VN-Index đang trong một cái giai đoạn tích lũy ở cái kịch bản thứ hai, tích lũy ở dưới đường MA20. Bây giờ đến giai đoạn hiện tại là đang có 1 2 3 4 phiên rồi. 4 phiên tích lũy dưới đường MA20, và chúng ta thấy rằng là một cái đường MA10 thì nó đã cắt MA20 theo cái dạng xu hướng đi xuống. Và hôm nay thì chính thức là thủng qua cái hỗ trợ là đường Kijunsen. Và nếu như chỉ một chút nữa thôi, có nghĩa là khoảng 1054 thì giá nó sẽ đóng cửa ở dưới cái đường. Giá nó sẽ đóng cửa ở dưới cái đường dưới cái mây thì nó sẽ đưa VN-Index vào một cái trạng thái, và đây là một cái trạng thái cực kỳ yếu. Tại sao chúng ta lại nói rằng đây là một trạng thái cực kỳ yếu? Và chúng ta thấy rằng là theo nguyên lý hoạt động của hệ thống mây Shimoku về sự tương quan giữa giá và tương quan giữa mây, thì chúng ta thấy rằng là tất cả các giai đoạn nào mà giá ở dưới mây đó, giá ở dưới mây như này thì tăng thì sẽ tăng rất là yếu, còn giảm thì giảm rất là mạnh. Cho nên là chúng ta nhìn thấy rằng cái việc đây này đó, các cái nhịp mà nó tích lũy ở dưới mây đó, kiểu gì nó sẽ có các nhịp hồi, ok thì sẽ có cái nhịp hồi, nhưng mà cái việc tích lũy dưới mây nó sẽ cho chúng ta những cái tỷ lệ giảm giá cực kỳ cao đó, giảm giá rất là cao ở đây, giảm giá rất là mạnh đây. Còn các chiều phục hồi hồi phục ấy thì nó rất là yếu, và chúng ta nhìn thấy là kể cả ngày 24-25 tháng 10 thì hồi phục đâu đó chỉ là T cộng thôi, nhưng mà khi mà đã giảm giá rồi thì giảm cực kỳ mạnh. Nên là bây giờ VN-Index đang trong một cái giai đoạn mà nó sẽ mang yếu tố là nguy hiểm đó, nguy hiểm ở trên mây. Và ngoài ra chúng ta cùng để ý thêm một cái chỉ báo nữa, một cái công cụ nữa ở trên cái hệ thống mây Shimoku. Đấy chính là về cái đường Chikopan, đúng không ạ? Đường Chikopan là một trong những cái điều kiện cuối cùng của chúng ta khi mà đánh giá một cái xu hướng là như thế nào, đúng không ạ? Trong các giai đoạn như hồi 29 tháng 3 này và cuối tháng 3 thì chúng ta thấy rằng là cái đường Chikopan ở đây
nó có xu hướng là giao cắt với cả giá và nó đi lên, đúng không ạ? Giao cắt với giá đi lên và nó còn ở trên không nữa, cho thấy rằng là một cái nhịp xuống tăng rất là tích cực. Và cái lúc đó thì chúng ta thấy rằng là các cái dòng cổ phiếu tăng rất là tốt, ví dụ như là chứng khoán này, bất động sản này, các mã cổ phiếu như là Dixiao, là VCI thì nó đều có những cái tín hiệu như thế. Đây VCI này, đấy, các cái phiên mà mình còn khoanh tròn cái đường đường Chikopan đấy, đây này, đây là cái đường mà nó giao cắt với giá, mà cắt với giá ở trên mây thì nó sẽ cho chúng ta một cái hành động tăng rất là tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta nhìn lại với VN-Index thì nó đang có một cái hành động ngược lại, có nghĩa là Chikopan nó đang có xu hướng là cắt giá đi xuống và đang có xu hướng là chuẩn bị thủng mây nữa. Đấy, cho nên là cái dạng như thế này đang là một cái dạng rất là yếu nhá, đang là một cái dạng rất là xấu, và cái trường hợp còn thủng cả mây chi nữa. Đấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng hơn với cả danh mục của chúng ta. Thì đó là với đây là với VN-Index. Ok. Thì đang tích lũy 4 phiên rồi, và như là cái lý thuyết về đường MA20 thôi. Thì thông thường là cái đường này nó vẫn đang có xu hướng tăng, cho nên là kiểu gì cũng sẽ có những nhịp co giật lại. Nếu mà đang theo kịch bản thứ hai thì nó sẽ trong các cái nhịp hồi phục lại thì chúng ta sẽ cần phải canh bán. Và hỗ trợ tiếp theo của chúng ta sẽ ở ngay đây rồi, 1040. Về ngắn hạn thì ngày mai mình đánh giá rằng thị trường nó sẽ có cái đà hồi phục ngay nếu mà về ngay khoảng 1040. Bây giờ là đóng cửa 1048, có nghĩa là về đâu đó khoảng 8 điểm nữa nó bắt đầu sẽ có nhịp hồi phục. Nhất định sẽ có nhịp hồi phục nha anh chị nhá. Trong khoảng cộng trừ 2 điểm thôi. Có nghĩa là về 1038 chẳng hạn đấy là bắt đầu có nhiều hồi phục. Còn nếu mà tích cực thì đâu đó sẽ có thể là lên khoảng 1042 là bắt đầu sẽ có hồi phục rồi, để cộng trừ khoảng 2 điểm quanh vùng này. Vì vùng này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có một cái hỗ trợ của cạnh dưới giải Bollinger Band, cho nên là nó cũng khá là ok. Chỉ báo MACD thì đang có một đỉnh rồi và đang sẽ có những cái xu hướng cắm xuống. Và cái việc hồi phục ngày mai không phải là cái việc mà anh chị có thể là mua thêm nhá. Bởi vì là mua thêm thì chúng ta cần phải biên độ. Nếu như mà thị trường nó giảm ngay trong các cái phiên như kiểu ngày 14 này chẳng hạn thì nó giảm ngay, nó giảm khoảng về 1020 ngay thì chúng ta sẽ có khoảng 20 điểm hay là 30 điểm phục hồi. Chứ còn bây giờ về khoảng 1040 thì phục hồi lên đây thì chỉ có 10 điểm thôi, thì cái biên độ chúng ta không đủ để chúng ta đánh nha mọi người nhá. Kể cả T0 nhá, kể cả T0. Cho nên là mình thấy rằng là cái việc mà anh chị nhà đầu tư trong phiên ngày mai có ý định là mua thêm thì thôi không nên mua thêm, mà chúng ta chỉ là có cái ý định là thôi không bán nữa, chỉ chờ canh hồi là chúng ta bán thôi. Đó thì đấy mới là cái hành động mà anh chị nhà tư nên làm trong phiên giao dịch ngày mai. Đấy, tất cả các giai đoạn mà nó đóng cửa dưới đường MA20 thì đều cho chúng ta một cái xu hướng yếu cả, và chiều ngược lại thì cũng như thế. Cho nên là chúng ta đầu tư trong cái việc chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng nên có những cái sự kiên nhẫn nhất định. Đấy, khi nào mà nó tích lũy trên đường MA20 như này và thì nó sẽ cho chúng ta những cái tỷ lệ tăng giá cao. Còn bây giờ đang tích lũy dưới thì chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ mà giảm giá cao, và cái việc mà đang ở trong một cái xu hướng giảm giá cao thì đương nhiên là cái việc anh chị nhà đầu tư mua bán quá nhiều rồi là mua bằng mọi giá thì là sẽ là không lên, và chúng ta đã lỗ rồi thì chúng ta sẽ cần phải có những cái phương án cắt lỗ. Mình thì sẽ chỉ có hai các phương án cắt lỗ cho anh chị nhà đầu tư. Thứ nhất là chúng ta có những cái mã cổ phiếu nào trong tài khoản mà giảm đến khoảng 5% là chúng ta xử lý ngay. Đó, cái trường hợp thứ hai đấy là cái việc mà các mã cổ phiếu của anh chị nhà đầu tư thủng đường MA20 là chúng ta xử lý. Ví dụ như các mã cổ phiếu như Nam Kim này, trong các giai đoạn trước ở đây mình vẫn còn cái mũi tên. Nhưng khi mà nó thủng mất đường MA20 là chúng ta sẽ cần phải canh bán, chứ không phải lúc mà canh mua nữa. Cái việc mà tích lũy dưới đường MA20 này nó sẽ khiến cho cổ phiếu giảm rất là mạnh. Ví dụ như chúng ta có thể là canh hồi phục lên đường MA20 chúng ta bán ở quanh các mức giá như kiểu là 15.6, 15.7 chẳng hạn. Thì bây giờ ít nhất là chúng ta đã tiết kiệm được một giá rồi anh chị nhé. Thì đó là với cái công việc mà chúng ta cần phải hành động trong phiên giao dịch ngày mai, liên tục là rà soát danh mục. VBank thì còn xuống nữa không? Thì mình khẳng định là sẽ vẫn còn xuống, nhưng mà trong cái quá trình nó xuống thì nó không phải là xuống tục tục ngay, mà em đánh giá rằng là nó sẽ có những cái nhịp hồi, bởi vì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó đã đi ra khỏi cái giải Bollinger Band rồi nhá, đi ra khỏi giải Bollinger Band rồi, nó sẽ có thể là hồi phục lên một chút, sau đó thì nó sẽ giảm tiếp. Với cái giải Bollinger Band này thì nó đang nở ra và cái xu hướng giảm thì nó đang còn còn bật lên nữa nhá, còn có thể giảm được thêm. Đó là với thị trường chung, thì anh chị nhà đầu tư nên có những hành động như thế. Chúng ta thử cùng điểm qua với cả VN30. Ồ, cái này không có VN30 à? Ôi, xem mỗi VN-Index. Thực ra là VN30 thì cũng chạc nó cũng tương tự như thế thôi, nó không có nhiều thứ mà tác động đến cả thị trường. Chúng ta hôm nay cũng là thứ tư, chúng ta thử xem trên khung tuần. Trên khung tuần thì tích lũy khá là lâu trên đường MA20, nhưng mà hôm nay thì lại mấp mé cho cái việc là thủng mất cả đường MA20. Nhưng mà cái biên hẹp của nó như thế này, có nghĩa là chúng ta đang có một cái biên cạnh trên giải Bollinger Band đang ở đây này, và cạnh dưới của nó thì đang ở dưới này, cho thấy rằng là cái hỗ trợ của nó ở quanh mức 1010 và cạnh trên là 1100. Thì trong một khi mà có một cái Bollinger Band bó hẹp ấy thì cái việc mà có cái biến động mạnh thường là sẽ là không có. Hello, xin chào chuyến tàu VN-Index nhá. Mày
ăn chứng khoán quá là ăn gì ta, ăn bán lẻ quá là ngon rồi đúng không? Một số các mã cổ phiếu vẫn đang vào form tăng thì nó cũng đều tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay rồi, như là DGW này. Nhưng mà cái tỷ trọng mà mình muốn mua thì cũng là một cái tỷ trọng nó vừa phải thôi, không nên mua quá nhiều. Thì đó là với nhận định thị trường của mình trong phiên giao dịch ngày hôm nay nhé, chủ yếu là kênh cơ cấu hàng thôi, chủ yếu là kênh cơ cấu hàng là chính. Ok, mình sẽ